Xin mến chào tất cả quý anh chị và cô chú ạ. Hiện tại thì Lộc Nguyễn đang ngồi trong một cái khu dân cư khá là đông đúc ha quý anh chị. Trong khu dân cư này á, Lộc thấy là nhà cửa ở san sát nhau rồi. Và cái vị trí mà hôm nay Lộc Nguyễn giới thiệu cho quý anh chị á, là xe hơi chúng ta di chuyển đến nơi luôn ha. Thì bây giờ Lộc Nguyễn sẽ cùng quý anh chị và cô chú chúng ta sẽ đi ra cái khu vực đường ở phía bên ngoài cho quý anh chị quan sát cái đường đi đi vào bên trong cái căn nhà hôm nay. Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu cho quý anh chị ạ. Cái đoạn đường này á quý anh chị là nó chỉ cách quốc lộ 50 á, chỉ tầm khoảng 200 mét thôi, và đường chúng ta là đường thông đi vào bên trong luôn nha. Xe hơi chúng ta di chuyển đến nơi và trong vòng bán kính 500 mét đổ lại thì sẽ có trường học nè, rồi có điện máy xanh, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động và trường học các cấp cho quý anh chị luôn. Đó, thì một cái vị trí rất là đắc địa ha, và nó sát bên trường trung học cơ sở Trương Văn Bang luôn nha quý anh chị. Đó, đường rất là rộng và xe hơi di chuyển đến cái vị trí căn nhà hôm nay luôn nha. Nhà chúng ta thì được thiết kế theo kiểu hình mái bằng đó, với diện tích là ngang 3,5 m, sâu vào là 8 m nha quý anh chị. Nhà được thiết kế là một trệt một lầu, có hai phòng ngủ và hai khu vực phòng vệ sinh cho quý anh chị luôn. Một cái mẫu nhà với cái tông màu trắng và tông màu xám khá là nhã nhặn. Thì ngôi nhà này đã được anh chị chủ thiết kế lại và decor lại theo cái phong cách rất là hiện đại và sang trọng luôn. Thì quý anh chị nhìn mặt dựng bên ngoài nè, có một cái mái che ra rồi. Thì cái mái che này là quý anh chị quay bằng tay được nha. Đó, thì khi mà quý anh chị thích quay ra quay vô cũng được nha. Đó, quay vô cho nó sáng nha. Rồi, thì cái mái che này để nước mưa nó không có tạt vào bên trong nhà quý anh chị. Rồi cái khu vực này thì có hai cái lớp cửa cho quý anh chị luôn. Một cái lớp cửa sắt Đài Loan nè. Đó, ở ngoài thì được sơn với tông màu cam, là một cái điểm nhấn cho căn nhà chúng ta. Đi vào bên trong thì sẽ qua một cái lớp cửa bốn cánh đó là quý anh chị. Ở đây á, thì cửa chúng ta được sơn tĩnh điện với cái tông màu trắng ha, kính là kính trong. Rồi mời quý anh chị đi vào bên trong khu vực phòng vệ sinh nè, welcome nè. Đó, chủ nhà rất là tinh tế và chu đáo nha. Rồi đi vào bên trong cái khoảng không gian nhà chúng ta thì một cái khoảng không gian rất là gọn. Ở đây diện tích dài á, là 8 mét và cái không gian là không gian mở nha quý anh chị, nó dài tận phía sau luôn, nên quý anh chị có thể là nhìn từ khu vực phòng khách ra khu vực bếp luôn, cảm giác nó khá là rộng quý anh chị. Ở đây á, thì chủ nhà làm bên tay trái là một cái khu vực bộ ghế sofa nè đó, rồi trên tường làm những cái nhựa quý anh chị, cái này là ốp nhựa nè, nên cảm giác nhà chúng ta cũng khá là sang, nhựa giả gỗ và ở đây cũng là nhựa với tông màu trắng nè. Đó, trên trần là trần dịch cấp có những hoa văn và họa tiết, một cái đèn chùm ở chính giữa, đèn chùm mình đổi màu được nhau quý anh chị. Đó, đèn chùm đổi màu được, để là Nguyễn bật cái đèn này ha. Đó, màu vàng, màu nhạt, màu trung tính ha. Đó, có rất là nhiều mẫu màu để cho chúng ta lựa chọn. Và cái khu vực này nè, để ngăn giữa khu vực bếp và khu vực phòng khách đó, nên không có bị phong thủy, bị chạm phong thủy nha quý anh chị. Và có những cái ô như thế này đó để cho chúng ta để tranh cho nó đẹp ha. Rồi đến với cái khoảng không gian bếp nè, khoảng không gian bếp cũng là một cái khu vực mở luôn ha, làm cho mình là tủ bếp trên tủ bếp dưới, được sơn tĩnh điện với cái tông màu trắng nè quý anh chị. Ở đây á, là chất liệu bằng nhôm ha, tủ bếp trên là nhôm, ở dưới cũng là nhôm luôn, và phía trên được ốp đá đá hoa cương cho quý anh chị. Và ở đây là hai cái khu vực bồn để chúng ta vừa rửa rau rửa chén luôn, thì khá là thuận tiện. Cái nguồn nước ở đây chúng ta sử dụng là nước của thủy cục của nước Hà Lan nha, nên quý anh chị yên tâm, nguồn nước đây là nước sạch nha quý anh chị. Đó, ở đây còn làm những cái PVC nè, nó có đèn, cái hệ thống đèn luôn, nên khu vực bếp của chúng ta rất là sáng nha quý anh chị. Rồi ở bên dưới cầu thang có một cái khoảng không gian trống và ống nước vào ống nước ra, để cái khu vực đó ở phía đó có một cái ổ cắm điện luôn, chúng ta để cái khu vực máy giặt ở đây nha, để cho gia đình mình thì khá là hợp lý nha quý anh chị. Chủ nhà rất là tinh tế khi trang trí cho quý anh chị thêm một cái chậu hoa hồng giả đó nè. Đó, rất là thích ha. Và những cái nội thất ở trong nhà này sẽ được tặng lại hết cho quý ông bà, quý cô chú nha. Rồi, mời quý anh chị đi vào bên trong khu vực phòng vệ sinh ạ. Cái khoảng không gian phòng vệ sinh á, thì tường ốp gạch lên tầm khoảng 1,7 m cho quý anh chị nè. Rồi có một cái lavabo, có kính ở trên ha, có bồn cầu nè. Nói chung chủ nhà này rất là chăm chỉ và những cái chi tiết tiểu tiết á, chủ nhà rất là kỹ luôn quý anh chị, nên á, nhà chúng ta chỉ cần xách vali vào và ở thôi, không có cần sắm sửa gì thêm ha, thậm chí là những cái giẻ lau này nó cũng đẹp nữa quý anh chị. Rồi tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị chúng ta cùng bước lên cái khoảng không gian lầu 1 để tham quan cái căn phòng ngủ ở trên nha.
Rồi bây giờ Lộc Nguyễn sẽ bước lên trên lầu cho quý anh chị tham quan ha. Một căn nhà quá ư là đẹp phải không quý anh chị? Các bậc thang khi mà Lộc Nguyễn bước lên nè, nó được ốp lát những cái đá hoa cương hết rồi nha quý anh chị. Đứng ở cái khoảng không gian này thì quý anh chị sẽ nhìn được ra phía bên ngoài cái khu vực phòng khách nè. Đó, rất là sáng luôn ha. Đây. Ở trên lầu 1 á, thì sẽ có hai khu vực phòng ngủ cho quý anh chị ha. Đầu tiên thì Lộc Nguyễn sẽ quay cái khoảng không gian phòng ngủ hướng ra phía ban công trước nha quý anh chị. Đó, nhà chúng ta thì đi theo cái tông màu trắng, rất là sáng luôn nè quý anh chị. Đó, phía dưới lửa gạch ống kính cho quý anh chị ha. Ở trên trần á, thì có những cái dịch cấp với cái tông màu xám nè, cũng khá là đẹp mắt nha quý anh chị. Một khu vực là cửa sổ bên tay trái cũng như là một cái cửa chính bên tay phải nè, nó hướng ra cái khoảng không gian này. Một cái ban công bé bé xinh xinh. Và trong cái khu dân cư này á, Lộc thấy rất là đông đúc nha quý anh chị, rất là đông luôn. Đó, cái đường đó là đường xe hơi di chuyển đến nơi, và chúng ta quẹo trái là sẽ đi ra ngay quốc lộ 50, chỉ tầm khoảng có 200m thôi quý anh chị. Thì trong khu dân cư ở đây thì nhà cửa san sát hết rồi nha quý anh chị. Ở đây là chúng ta sau trường trung học cơ sở Trương Văn Bang luôn, sát bên ạ. Đây ạ. Rồi, bây giờ là Nguyễn sẽ cùng di chuyển đi ra cho khoảng không gian phòng ngủ thứ hai cho quý anh chị xem ạ. Đây là khu vực cửa chúng ta nè. Mỗi cánh cửa phòng chúng ta được làm bằng chất liệu là cửa gỗ, cách âm khá là tốt nha quý anh chị. Đầu tiên chúng ta qua căn phòng ngủ thứ hai thì Lộc Nguyễn sẽ cho quý anh chị tham quan cái căn phòng vệ sinh nè. Ở phía trên có một cái ô để cho quý anh chị lấy sáng lấy gió nè. Đó, rồi tiếp theo là căn phòng vệ sinh của chúng ta rất là rộng rãi và thông thoáng nha quý anh chị. Phía dưới được ốp gạch chống trơn trượt cho quý anh chị nè. Phía trên thì có lavabo, rồi bồn cầu ha. Đó, rất là đầy đủ. Và được ốp gạch lên tầm khoảng 1m8 cho quý anh chị. Đầy đủ những công năng của căn phòng vệ sinh, rất là đẹp nha quý anh chị. Tiếp theo là căn phòng ngủ thứ hai. Đó, nhà chúng ta hãy đi theo cái tông màu trắng, nó rất là sáng luôn. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, bây giờ Lộc Nguyễn sẽ cùng di chuyển với anh chị và cô chú, chúng ta đi xuống tầng trệt. Lộc Nguyễn sẽ thống kê và báo giá đầy đủ cho quý anh chị căn nhà này, mức giá là bao nhiêu nha. Rồi, quý anh chị thấy căn nhà này thế nào ạ? Thấy có đẹp không ạ? Trước tiên Lộc thì đây là một cái mẫu nhà rất là hiện đại và sang trọng. Tuy thiết kế đơn giản nha, với tông màu trắng và tông màu xám. Ở đây có một cái đồng hồ treo tường, rất là đẹp ha. Kiểu hình mặt trời quý anh chị. Cái đồng hồ này sẽ được tặng lại cho quý ông bà, quý cô chú khi sở hữu căn nhà này ha. Nhà chúng ta thì vị trí ngay khu vực ngã ba Tân Kim, nó chỉ cách quốc lộ 50 tầm khoảng 200m thôi nha. Với diện tích là ngang 3,5m, sâu vào 8m, được thiết kế là một trệt một lầu, có hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh. Đây pháp lý là đất thổ cư, sổ hồng riêng từng căn nha quý anh chị. Khi mà quý anh chị sở hữu thì Lộc thì mình sẽ đi ra văn phòng công chứng và ủy quyền toàn phần, nên mình sẽ giữ được cái cuốn sổ gốc và một cái hợp đồng ủy quyền toàn phần nha quý anh chị. Nên tất cả đều hợp lệ hết, và vị trí này chúng ta ở lâu dài anh quý anh chị yên tâm nha. Đất sạch, không có quy hoạch gì hết nha quý anh chị. Vị trí là đường xe hơi đi đến nơi, nằm trong cái hướng chánh tây luôn. Mến chúc cho tất cả quý anh chị và cô chú chúng ta sớm tìm được một cái căn nhà thật là phù hợp nha. Mức giá đủ căn nhà của chúng ta chỉ có 950 triệu. Nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.